Thành thật mà nói rằng tôi hạnh phúc biết là bao khi Ngài dừng chân lại nơi này. Ngài dùng bánh hoa cúc hay là bánh xốp hạt nhân? Ừ, cái bánh xốp hạt nhân nó ngon lắm đấy. Tôi nói cho biết nhé, dù kế hoạch của cô là gì đi nữa thì nữ hoàng sẽ không để cô tước mất cái ngôi vị đấy đâu. Nữ hoàng à, ôi nữ hoàng yêu mến của em gái yêu quý của ta. Thượng đế đã ràng buộc ta cùng với đứa em sinh đôi. Nào hãy cho ta nhìn thấy nó đi. Trời ơi nữ hoàng. Này này, làm ơn đừng sợ hãi như thế. Nữ hoàng của người ổn mà chỉ hơi yếu đuối một tí thôi. Cô em gái tội nghiệp của ta đã hoàn toàn tin tưởng ta. Khi ta thề rằng mong muốn có sự hòa bình, đừng mong không có chuyện đó đâu. Rồi khi ta đã nhỏ một ít thuốc vào cái cốc sữa. Thế nào, ngươi có đủ sáng suốt để mà chấp nối cùng với Topa và nhận nơi ta một cái sự hiếu khách hay không? Sau đó thì ngươi sẽ cai trị dưới sự điều hành của ta mãi mãi.